Thưa quý vị, Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023 khởi nguồn và động lực phát triển đã vừa tổ chức sáng nay, càng làm sâu sắc thêm giá trị quý báu của đề cương về văn hóa của Đảng ra đời cách đây 80 năm, vừa có giá trị lịch sử đặc biệt, vừa mang đậm hơi thở cuộc sống thời đại. Hội thảo dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, Việt Nam có nền văn hóa giàu bản sắc, đậm truyền thống quý báu dân tộc. Trong bối cảnh văn hóa bị tác động tiêu cực của phong kiến, thực dân, phát xít, đề cương về văn hóa Việt Nam của Đảng tạo ra sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng văn hóa cho nhân dân, nhất là tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ có tâm huyết, cổ vũ lòng tự hào dân tộc, khích lệ tinh thần dấn thân cho cách mạng, thật sự trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự phát triển nền văn hóa mới. Khẳng định ý nghĩa khoa học, tầm vóc lịch sử và những giá trị trường tồn của bản đề cương về văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đặc biệt, cả phương diện lý luận và thực tiễn cần tập trung luận giải về nội dung, cách thức để kế thừa và phát huy giá trị của đề cương trong sự nghiệp xây dựng phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam trên tinh thần của văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Kiên định về mục tiêu, nguyên tắc, linh hoạt, mềm dẻo về giải pháp và cách làm. Ông Nguyễn Xuân Thắng còn yêu cầu các tham luận tập trung những vấn đề cốt lõi như tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa đối với phát triển, thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa phát triển, vân vân. Giá trị lớn của đề cương vừa có ý nghĩa lịch sử, mang tính bước ngoặt của giai đoạn 43-45, vừa có tầm nhìn như là một sự khai phá mở đường, đặt nền móng vững chắc và đúng đắn cho toàn bộ quá trình tìm tòi, xây dựng hệ thống quan điểm cơ bản của Đảng ta về văn hóa. Giá trị bền vững về mặt lý luận và thực tiễn của đề cương tiếp tục rọi sáng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ hiện nay. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, hội thảo thống nhất đánh giá ý nghĩa lịch sử, giá trị to lớn, mang tầm thời đại và sức sống lâu dài, bền vững của đề cương về văn hóa Việt Nam, phân tích và chỉ rõ quá trình vận dụng, kế thừa, phát huy, phát triển các giá trị cốt lõi của đề cương để hoàn thiện đường lối văn hóa của Đảng trong suốt 80 năm qua. Hội thảo đã khẳng định cần tiếp tục kế thừa, vận dụng những quan điểm cốt lõi của đề cương, nhất là ba nguyên tắc cơ bản, đó là dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa, để nghiên cứu, tổng kết, làm rõ và sâu sắc hơn nữa nội hàm và mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong tình hình mới. Những bài học sâu sắc đặt ra sau 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam là niềm tin vững chắc rằng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc sẽ là nguồn động lực lớn lao để toàn Đảng, toàn xã hội tiếp tục đoàn kết, ra sức phấn đấu, đưa dân tộc đến những thắng lợi vẻ vang.